Đã có kết quả kiểm tra từ Bộ Công Thương liên quan đến việc khảo sát nước mắm của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatast. Theo đó, thì Bộ Công Thương khẳng định là việc khảo sát nước mắm của Vinatast và công bố nhiều sản phẩm nhiễm arsen là không đảm bảo tính độc lập, không đủ tin cậy và thiếu tính minh bạch. Theo Bộ Công Thương, trước tiên quá trình Vinatast lấy mẫu đã thiếu tin cậy khi mà toàn bộ 150 mẫu đã mua không có hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. 61 mẫu chỉ có bảng kê do cán bộ đi mua tự lập. Bên cạnh đó còn có sự không thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu trước khi mà yêu cầu thử nghiệm. Về công bố thông tin liên quan đến khảo sát nước mắm, việc Vinatast khẳng định 95,65% mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ trở lên, có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định là không đúng, không có cơ sở khoa học và gây nhầm lẫn, hoang mang cho người tiêu dùng. Đặc biệt kết luận gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn là hoàn toàn không chính xác, không có căn cứ khoa học và pháp lý. Ngoài ra còn một loạt những sai phạm khác trong quá trình thực hiện khảo sát nước mắm của Vinatast cùng với những sai phạm trong nội bộ cơ quan này cũng đã được Bộ Công Thương làm rõ. Theo thông tin do Vinatast cung cấp, hoạt động khảo sát đó được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài. Vì vậy cũng không đảm bảo tính độc lập và càng làm tăng thêm mối nghi ngờ của dư luận về việc một tổ chức nhân danh là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nhưng lại công bố những thông tin sai lệch gây hiểu lầm trong dư luận, gây tổn hại cho sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Vâng, Bộ Công Thương thì cũng cho biết là việc công bố thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm nước mắm của Vinatast có dấu hiệu vi phạm luật an toàn thực phẩm. Cơ quan này đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinatast phải cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thông tin sai lệch về khảo sát nước mắm vừa qua, đồng thời phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân có liên quan.